Xin chào tất cả anh em một lần nữa đã quay lại kênh của Tuấn Mô Tô nha. Hôm nay Tuấn Mô Tô sẽ tiếp tục review cho anh em xem chiếc xe Honda Master 3, dòng xe Honda. Và trước tiên em sẽ chạy thử cho anh em xem ha. Anh em nào cần thì liên lạc cho em nha, vì Tết cũng sắp đến rồi, xe cũng rất là hiếm luôn. Đó, nên nha, anh em nào cần thì liên lạc cho em để chốt giá con này. Con này là Honda Master 3 nha, xe này rất là đẹp luôn. Và em sẽ chạy thử cho anh em xem ha. Trước tiên chạy thử cho anh em xem rồi em sẽ giới thiệu sâu cho anh em. Anh em nào cần thì liên lạc cho em. Con này là Honda Master 3 nha. Nó đời rất là cao, đời 22 hay sao á. Con này thì máy móc nó là nguyên zin, rất là chuẩn. Con này anh em mua về anh em chỉ việc sử dụng thôi, anh em không cần làm thêm cái gì. Con này là quá tuyệt vời luôn đó. Những dòng Master 3 thì rất ít anh em biết đến lắm, nhưng mà nó rất là chất lượng, vì nó dòng Honda, nó cực kỳ lợi xăng. Nó là hộp số, nó 5 số, 1 trước 2, 3, 4, 5 móc lên, rất là dễ. Côn tay rất là nhẹ luôn. Mấy dòng xe này thì anh em đi rất là lợi xăng. Anh em đi phượt xa đồ rất là tốt nha, đi phượt xa rất là tốt luôn đó. Con này thì nói chung anh em đi từ Bắc với Nam, con này là đi vô tư, rất là bền. Con này thì anh em mua về anh em chỉ việc sử dụng thôi, anh em không cần làm cái gì, vì mấy cái dòng này thì nó cũng ok rồi. Máy móc nó rất là chuẩn, cực kỳ lợi xăng nha. Xăng của nó đến 40 cho đến 45 cây số một cái xăng. Thậm chí anh em ra đường trường có thể chạy được 50 cây. Đó, rất là lợi. Mấy dòng Honda này thì quá ok. Rất là... Những anh em nào lớn tuổi anh em mua những cái dòng như vậy anh em đi rất là ok luôn. Rất là chất lượng, không có hư vậy, mà có hư cũng rất là dễ sửa. Phụ tùng thay thế cũng rất là dễ luôn. Rất là đơn giản, không có gì khó hết. Và sau đây em sẽ chạy thử vài dòng cho anh em xem. Tư thế ngồi con này rất là thoải mái nha. Tư thế ngồi rất là thoải mái cho đi xa luôn. Những người lớn tuổi anh em ngồi đi rất là khỏe. Mấy con này em sẽ chạy thử. Nó rất là mạnh, nó cực kỳ mạnh luôn. Nó là hộp số, nó 5 số đó, 1 trước 2, 3, 4, 5. Đồng hồ nó thì nó có 3 đồng hồ. Một đồng hồ bố km, đồng hồ bố xăng, và một cái đồng hồ bố đồng hồ tua. Anh em cái này có đồng hồ bố số luôn, anh em đi số mấy thì nó hiện cho mình số bấy nhiêu. Nó rất là dễ, côn tay nó cũng rất là dễ sử dụng luôn. Côn tay nó cũng đơn giản thôi, rất là dễ sử dụng. Con này thì quá ok luôn anh em. Anh em nào lớn tuổi anh em mua anh em đi thì mấy con này thì nó quá tuyệt vời rồi. Nó gọi là siêu bền, mà siêu lợi xăng, rất là tiết kiệm xăng. Con này, những dòng Honda Master 3 thì nhiều anh em biết đến rồi. Đó, nhiều người biết nhưng mà rất là ít cho anh em biết đến cái dòng này, vì cái dòng này nó hầu như là bán ở thị trường rất là ít, hầu như là có là người ta để người ta đi không, rất là ít bán. Đó. Hôm nay em sẽ review và em sẽ tiến sâu và em review giới thiệu từng chi tiết cho anh em xem ha. Ok. Và anh em nào cần mua thì liên lạc cho em theo số điện thoại là 0369 nha, 669-659. Và sau đây em sẽ tiến gần lại và giới thiệu cho anh em. Con này là Honda Master 3 đó, cực kỳ đẹp luôn, màu đỏ nữa, đồ đã máy móc là nguyên zin hết. Bô bọc là nguyên ring, nổ rất là êm nha, nổ rất là êm. Rất là thích hợp cho anh em nào đi phượt, anh em nào thích đi phượt xa. Đó, anh em nào lớn tuổi, anh em đi cà phê, cà pháo, rất là bền mấy dòng này. Mà cực kỳ lợi xăng nữa. Đó. Con này thì kiểu dáng nó rất là đẹp luôn anh em. Đó, kiểu dáng rất là đẹp. Đó, anh em nhìn nha, bi đông cao, yên liền, nhìn rất là khá là ok. Rất là đẹp. Mà con này hiện tại bên em bán ra với cái giá là 29.500 nha. Với cái giá bán ra là 29.500, rất ok giá cả cho anh em luôn. Đó. Giá bên em còn fix cho anh em nào ở xa hoặc anh em nào thiện chí nha. Đó, anh em nào ở xa thì bên em vẫn fix nhiệt tình cho anh em để anh em có xe anh em đi Tết luôn. Vì xe bên em bán ra là toàn xe đẹp nên anh em yên tâm về xe, chất lượng. Chất lượng xe và xe thì anh em khỏi phải suy nghĩ đi. Đó. Đó, quá tuyệt vời. Con này anh em nhìn ha. Kiểu dáng con này anh em đi rất là ok luôn. Màu đỏ nữa, nhìn cũng rất là hài hòa, rất là đẹp. Đó, nên anh em nào cần mua thì anh em liên lạc cho em. Con này thì giá của nó là 29.500 nha. Anh em nào mua thì liên lạc cho em theo số điện thoại là 0369 669-659. Hoặc anh em ghé lại địa chỉ cửa hàng là 262
đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, để anh em xem size trực tiếp và chốt giá con này luôn, vì em thấy con này là khóa là ok luôn anh em, rất là đẹp. Nên anh em nào cần mua thì liên lạc cho em ha, nhìn ha, rất là đẹp luôn. Con này thì bình xăng nó thì tầm cỡ mười mấy lít á, em không có để ý kỹ mấy bình xăng. Xăng của nó thì rất là lợi xăng, bốn mấy cho đến 50 cây số một lít xăng thì quá tuyệt vời rồi. Con này thì rất là dễ chạy, anh em chạy số bao nhiêu, số 1 thì nó hiện cho mình số 1, số 2 nó hiện số 2, rất là dễ. Đó, này nhìn con xe quá đẹp luôn. Nên anh em nào lớn lớn tuổi hoặc anh em nào thích đi phượt, anh em mua mấy dòng này anh em chạy rất là khỏe luôn, không có mỏi lưng, rất là ok. Bô của nó là nguyên ring nha, nên thành ra tiếng bô nổ rất là ấm, rất là êm, không có la lớn, rất là thích hợp cho nhiều anh em nào ở trong hẻm rồi anh em đi. Này thì quá tuyệt vời, xi nhanh của nó nè, đồ đạc là còn nguyên ring hết. Rất là ok con này. Con này thì nó quá tuyệt vời đó anh em. Nên anh em nào có thiện chí mua thì anh em liên lạc cho em ha, để được tư vấn thêm. Con này máy móc anh em nhìn này, nguyên ring hết, chưa có làm một cái gì luôn đó anh em nhìn ha, quá tuyệt vời. Đồ đạc máy móc nguyên ring hết. Trong con này thì quá ok rồi anh em, nên anh em nào nhanh tay liên lạc cho em liền để chốt giá con này. Con này quá tuyệt vời luôn, vì rất là nhiều anh em sao không quay Master 3, rất là nhiều anh em tìm. Hôm nay em sẽ quay lên và anh em nào cần thì liên lạc cho em ha. Dòng xe Master 3 cái máy nó như máy Shadow 150 luôn đó, không khác gì luôn. Còn Master 2 thì cái máy nó mới khác thôi, còn mấy dòng Master 3 cái máy rất là trắng chắc, rất là cứng cáp. Quá là tuyệt vời. Đồng hồ của nó rất là đầy đủ kiểu dáng đồng hồ, nhìn rất là đẹp luôn. Con này thì anh em mua về anh em chỉ việc sử dụng thôi nha, anh em cũng không cần làm thêm cái gì. Con này quá tuyệt vời, đèn nó cũng rất là sáng nữa. Anh em nhìn đồng hồ nè, đèn xi nhanh nè, nhìn rất là sáng, rất là đẹp. Anh em nào muốn biết thêm chi tiết thì anh em cứ liên lạc cho em hai số điện thoại nha, 0369669659 để biết thêm chi tiết nha. Vì em quay trên này em không có nói nhiều được, nên thành ra anh em nào cần biết thêm chi tiết thì anh em cứ liên lạc cho em, hoặc anh em cứ ghé thẳng lại địa chỉ cửa hàng là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, để anh em biết thêm chi tiết về size. Vì con này thì nó quá chắc chắn và quá ok rồi. Nếu như anh em nào thường xuyên theo dõi bên kênh Tuấn Mô Tô thì anh em quá hiểu Minh Tuấn Mô Tô bán xe ra như thế nào, rất là chất lượng, rất là ok, nói năng rất là đồng quần, có cái gì là bên em nói cái đó nha, không có giống như mấy cửa hàng khác, cái gì thay là thay, ring là ring, bên em nói rất là ok. Con này thì máy quá tuyệt vời luôn, kiểu dáng con này cũng rất là đẹp. Anh em nào chưa đăng ký kênh Minh Tuấn Mô Tô thì anh em chịu khó bấm đăng ký kênh nha, để theo dõi video sau. Video sau là con Honda Master 2, mẫu Master 2 là mẫu đời sau con này. Đó, anh em nào chưa đăng ký kênh thì anh em chịu khó bấm đăng ký kênh để theo dõi video sau. Còn anh em nào đăng ký kênh rồi thì anh em bấm like hoặc anh em chia sẻ lên Facebook để nhiều người cùng xem. Đó, nhiều người cùng chơi luôn, rất là nhiều anh em ở dưới tỉnh rất là khát khao được chơi mô tô, nhưng mà anh em không có hiểu về giá cả, anh em không có biết gì về xe, thì anh em mau liên lạc cho em theo số điện thoại 0369669659 để em tư vấn thêm cho anh em. Con này cái đuôi nhìn rất là đẹp luôn, đó, rất là đẹp. Phone size con này cũng quá tuyệt vời luôn, đó. Phone size con này cũng rất là tuyệt vời, yên liền luôn. Anh em ngồi rất là thoải mái, máy dầm này, máy dầm Master thì yên, nó ngồi rất là thoải mái luôn.
Con này thì quá tuyệt vời luôn này. Kiểu dáng khá là tuyệt vời. Rồi, mà em xin chào hết cho anh em nha. Hẹn anh em video sau. Em sẽ review nói chuyện nhiều thêm về con Honda Master 2 cho anh em. Hoặc anh em nào muốn biết thêm chi tiết thì cứ liên lạc cho em. Anh em nào muốn tư vấn gì về xe thì cứ liên lạc cho em. Bên em là chuyên mua bán tất cả các dòng mô tô, phân khối lớn, phân khối nhỏ, giá cả rất là phù hợp cho anh em mới chơi luôn.